Xin chào tất cả mọi người đã đến với số đầu tiên của Hacom Q&A. Và chương trình hôm nay là nhằm mục đích thu thập các câu hỏi khá là nổi bật ở trong các video của chúng mình để trả lời nó một cách rõ ràng hơn, một cách kỹ càng hơn và giúp cho anh em có thể hiểu biết hơn này, có nhiều kiến thức hơn này và tìm hiểu có thể giải đáp được cái thắc mắc của mình. Đúng vậy, và chương trình này thì sẽ được phát sóng rất là định kỳ trên kênh của Hacom, đó là vào tối thứ bảy khoảng 7:30 tối, vào tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng. Các bạn nhớ theo dõi để có thể giải đáp được thắc mắc của mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu ngay với câu hỏi đầu tiên nhá. Cái này thì bọn mình sẽ tổng hợp ở trên những cái video trên YouTube của chúng mình. Thì với cái video đó là best cut của cái livestream mà PCIT gần đây nhất, đáng mua nhất trong năm 2022, đúng không? ITX. Thì có bạn Quốc Anh Đào đã đặt ra câu hỏi đó là làm cách nào để có thể sử dụng một con chuột mà có thể di chuyển trên nhiều máy khác nhau cùng một lúc. Cái này không phải là kiểu phải chuyển từ máy này sang máy khác mà có thể là di tất cả máy cùng một lúc ạ. Thì Hoàng hãy giải đáp cho bạn ấy câu hỏi này nhá. Cái lý do tại sao bạn Quốc Anh Đào bạn ấy hỏi như này, tại vì cái việc mà sử dụng kiểu chuột giữa các máy đổi từ máy này sang máy khác ấy, rất là dễ. Họ có thể sử dụng USB switch này hoặc là KVM switch là một cái giải pháp đắt tiền hơn. Nhưng mà với một cái ứng dụng hay là một cái bất kỳ một thiết bị gì đấy để giúp cho di chuyển đồng thời cả bốn màn hình cùng một lúc ấy thì cũng chỉ có một vài thiết bị thôi, và mình có thể giới thiệu cho bạn đó chính là Input Director. Đây là một cái ứng dụng giúp cho anh em có thể chuyển hướng các thiết bị, các input của anh em bao gồm chuột và bàn phím để di giữa các thiết bị hoặc là đồng thời cùng một lúc. Thì cái đấy nó sẽ như kiểu là KVM, nó là software KVM switch đó, và nó không phải là nó là một cái giải pháp free đấy, và nó sẽ điều khiển thông qua mạng LAN. Tất nhiên là nó sẽ delay hơn một chút so với cả một cái switch USB bình thường, tại vì là chắc chắn là mạng sẽ là delay nhiều hơn dây mà, đúng không? Đó thì đó là một cái giải pháp cho bạn Quốc Anh Đào nhá, đó là tải cái phần mềm Input Director. Thì Hoàng có thể hướng dẫn bạn ấy, có nghĩa cái lúc mà tải về thì sử dụng có dễ không? Sử dụng nó cũng tương đối là dễ. Đầu tiên là phải setup này, đầu tiên là tìm IP từng máy này, xong rồi cài cái IP đấy lên cái phần mềm đấy này và để chỉ đâu là máy chính, đâu là máy phụ này, máy số 1, máy số 2 này, rồi cài các hotkey để có thể chỉnh, ví dụ như là chọn máy này máy kia, hoặc là chỉnh các cái gọi là cái preference, cái cách mà mình muốn điều khiển cái con chuột ấy là ví dụ gì thì màn này sang màn khác này, hay là cùng lúc gì lúc, thì trong cái phần mềm đấy sẽ có hướng dẫn cho bạn đầy đủ. Thế thì đó là một giải pháp rất là tuyệt vời để cho bạn nào sử dụng kiểu một con chuột cho rất là nhiều cái máy tính khác nhau, đúng không? Đến ngay với câu hỏi thứ hai thì nó xuất hiện ở trong một cái video mà bọn mình làm cũng khá là lâu trước đây rồi, đó là cái cách phân biệt những màn hình của Dell. Thì bạn Lộc Phạm có đặt ra câu hỏi đó là bạn ấy đang sử dụng cái con màn Dell P2319, bạn ấy dùng được khoảng 2 năm rồi và mỗi lần tắt máy thì nó hiện ra là chờ 4 phút. Và bạn ấy đang muốn là làm cách nào để có thể khắc phục được cái tình trạng này thay vì là cứ phải ấn tay vào cái nút tắt màn hình thì nó mới tắt. Dell P cũng là một trong những dòng Dell khá là cao cấp. Đúng rồi, với đúng cả 2019 thì cũng chắc là cái màn này sản xuất được khoảng tầm 2018 2019 thôi. Tức là cái mẫu của hai cái đời đấy, hai cái năm đấy. Thì cái vấn đề này có khả năng cao là do cái cục kết nối mà bạn đang dùng. Tại vì chị có biết là cổng sẽ có hai loại cổng hiện tại, nó sẽ là analog và digital. Digital là những cái cổng như là cổng DisplayPort này, cổng HDMI này, đó. Còn cổng analog ví dụ như là cổng VGA, cổng DVI, cổng hơi ngày xưa. Cổng ngày xưa đúng không? Mấy cổng ngày xưa đấy. Thì mấy cái cổng đấy nó sẽ gửi các tín hiệu kiểu một cách kiểu rất là đơn giản thôi, gửi các tín hiệu là đây là màn hình, màn hình có màu này hiện đi, màn hình có màu này màu kia hiện đi, kiểu đấy. Và các cổng digital nó có thể gửi nhiều các tín hiệu khác nhau hơn, ví dụ như là sound này, là âm thanh này, không chỉ hình ảnh mà nó còn hiện âm thanh này, thì các tín hiệu là bây giờ là tao cần mày tắt đi, tao hết tín hiệu rồi mày tắt đi đấy. Đấy lý do tại sao là có vấn đề như thế. Và nên bạn chuyển sang đó chính là HDMI hoặc là DisplayPort, tại vì mình nhớ trên chiếc màn hình đấy nó có một trong hai cái cổng đấy, mà có một cổng VGA và hai cái cổng digital như thế, nên là đổi sang thiết bị đấy. Còn thứ hai, nếu mà cái vấn đề này chưa được giải quyết đúng không, bạn hãy vào trong đó chính là menu của nó, bởi vì theo như biết ý, Dell sẽ menu của máy Dell nó sẽ có đó chính là cái phần sleep time, tức là sau khi mà máy tắt ý, nó sẽ có một khoảng thời gian chờ rồi đấy đó. Thì ví dụ như cái máy của chị đúng không, cũng là một màn hình Dell nhưng mà là Dell E thì phải, thì nó sẽ có sleep time từ 5 giây cho đến tầm 60 giây. Cái đấy mình có thể setup được hả? Vâng, cái đấy mình có thể setup được, mình có thể chỉnh được, điều chỉnh được. Và bạn hãy để số mức mà bạn muốn, ví dụ như là 10 giây, 50 giây hoặc là 1 phút nếu mà bạn nếu muốn. Thế thì nó còn cái trường hợp nào khác không, hay chỉ có hai trường hợp đấy thôi? Em cảm thấy như thế là hai trường hợp rồi, hữu ích, gọi là cái trường hợp, cái tình huống này cũng khá là hy hữu đó. Còn và đấy là hai cái cách giải pháp gọi là 98% rồi, còn nhiều khi còn lại có thể là do hỏng controller này, do hỏng tấm màn này, do hỏng vân vân, nhiều thứ khác. Cái đấy thì bắt buộc mình phải mang ra cơ sở để bảo hành rồi. Vậy thì tổng kết lại thì có hai cái giải pháp cho bạn nhé. Một là đầu tiên bạn có thể là thay đổi về cái dây kết nối, cổng kết nối chúng ta sẽ dùng về HDMI hoặc là DisplayPort thay vì là VGA chẳng hạn. Rồi hoặc là các bạn có thể vào cái phần cài đặt ở trong phần menu của cái màn hình đó và
chuyển cái chế độ cái thời gian tắt sleep time đúng không? Vâng, đúng rồi. Đấy, để chuyển về một cái thời gian mà mình mong muốn. Ok chưa? Nếu mà các bạn vẫn còn, ví dụ như là cả hai trường hợp đấy Hoàng nói mà đều vẫn không phải trường hợp của bạn, thì bạn tiếp tục comment ở trong video này để chúng mình giải đáp cho những số tiếp theo nhé. Hãy cùng tiếp tục bằng câu hỏi thứ ba nhỉ. Thì đây là ở trong video tại sao nên lựa chọn chiếc PS4 để chơi game. Ok, đây là câu hỏi của bạn Hoàng Nguyễn. À, cùng tên với mình. Thì có nghĩa là em hỏi không? Không, em hỏi làm gì? Em hỏi, em đã không ngồi đây rồi. Cùng tên cùng họ luôn, chỉ khác tên. Shop cho em hỏi là PS3 và PS4 có hỗ trợ bàn phím không? Theo như mình biết thì nó có hỗ trợ bàn phím nha các bạn. Nhưng mà nó sẽ không phải là hỗ trợ để chơi game. Bởi vì nó rõ ràng nó đã có tay cầm để chơi game rồi. Thì chẳng hiểu sao nó lại tạo lên một cái phiên bản bàn phím để hay là chuột để chơi game nữa. Nó cứ tự nhiên nó kiểu bị mâu thuẫn với nhau ấy. Thì cái bàn phím với cả cái chuột đấy thì sẽ hỗ trợ để cho các bạn gọi là chat này, đánh tách ở trong cái phần ví dụ chúng ta trò chuyện trong game đó, nếu mà chúng ta không muốn dùng mic đó. Còn nếu mà các bạn vẫn muốn là sử dụng bàn phím, sử dụng chuột trong khi mà sử dụng chơi PS4 thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp. Nhưng mà đấy là một cái theo như mình biết ấy, đấy so với những gọi là cái PS4 và PS3 ấy, thì đấy là một cái thiết bị hack đấy, nó có thể coi là thiết bị hack luôn, tại vì nó chuyển từ chuột và bàn phím thành input của tay cầm. Và đấy mà chị biết rồi đấy, chuột và bàn phím sẽ có lợi thế cao rất là nhiều so với tay cầm, đặc biệt là trong những tựa game như là FPS. Đấy để kiểu giúp cho mình có bắn lợi thế ở đấy, chiếm lợi thế nhiều. Đấy gọi là một thiết bị hack và mình sẽ không nhắc tên nó ở đây để không đi comment những cái gọi là năng lượng tiêu cực cho các bạn. Ok, đến với câu hỏi tiếp theo nha. Trong clip này thì bạn Linh Huy và đến đặt ra câu hỏi là theo như trong video này thì mainboard, đó chính là mainboard ITX Z690i thì có thể gắn được cả CPU LGA1200, nghĩa là socket 1200. Cái này thì có vẻ như là bạn hiểu nhầm hoặc là nghe nhầm hoặc là hiểu nhầm rồi. Cái trong cái video đấy, trong cái livestream đấy thì mình có nói là cái mainboard này Z690i đấy của Asus ấy, nó sẽ có hai cái chuẩn cắm cho cái tản nhiệt nhá, chứ không phải là cho CPU. Hai chuẩn cắm tản nhiệt, cho một cái là cho tản nhiệt 1700 để cho là cái những cái mới ấy, là những cái hiện hữu ấy, những cái bây giờ ấy, hoặc là cái chuẩn cũ hơn là dành cho 1200, 1151, 1150, 1366 vân vân. Đấy là những cái tản nhiệt có thể cắm được vào cho những chiếc MacBook của Asus. Những chiếc MacBook của Asus dòng Z, tất cả những chiếc dòng Z đều có hai cổng như thế. Còn với dòng B thì chỉ có B660i thì mới có đấy thôi. Còn lại thì không có. Đó. Thế thì cái này là nó là vấn đề nhầm lẫn một xíu rồi. Đúng không? Nhầm lẫn về cái truyền đạt thông tin và lắng nghe thông tin. Thì nói chung là sẽ gắn được nhưng mà nó sẽ là dành cho tản nhiệt chứ không phải là dành cho CPU nhá bạn Đinh Huy. Ok, em muốn đọc câu hỏi không? Ok, tự trả lời đi. Lại có làm sao để phân biệt màn Dell bây giờ của bạn Adam Bain Quang. Mong bạn hướng dẫn cách cân màn hình Dell P2419H bằng con bọ với ạ. Dòng này không chỉnh được nhiệt độ ca trước khi cân màu nên là hầu như mình quên toàn bị lệch màu. Con bọ là sao? Cái spider á. Spider, đấy là cái spider, là spider là con nhện nên là bạn bảo là con bọ đấy. Spider. Thế spider. Thì ở trong cái màn hình của Dell ấy, nó sẽ có cái, nó không có chỉnh độ màu ca nhưng mà bạn có thể vào custom color. Theo như mình biết thì ở trong đấy nó sẽ có cái phần color này và sẽ có warm và cold, thì bạn hãy chỉnh xuống là cái phần custom color nhé, để bạn có thể chỉnh màu theo chuẩn ý muốn. Tại vì là cái màn Dell thì nó cũng không, đa số các màn đều không hiện là độ ca bao nhiêu cái thứ kiểu đâu, nó chỉ ghi là cold hoặc là warm thôi. Nên là bạn, đây không phải là trường hợp dành riêng cho bạn đâu mà rất rất nhiều các bạn khác. Nói chung là với những cái màn hình như này thì nó sẽ bấm vào custom color để tự chỉnh màu nhé. Và nếu mà bạn có đang có spider thì luôn thì đúng là rất là dễ để chỉnh đấy. Hy vọng là bạn có thể thành công trong cái việc chỉnh về delta dưới 200 của bạn. Bạn ấy cũng rất là quan tâm đến cái trải nghiệm sử dụng, bởi vì không phải là khách hàng nào mua màn hình về cũng biết là mua cái spider đấy về để cân lại màn hình của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong số Q&A 1 ngày hôm nay nha. Câu hỏi này đến từ một cái video khá là lâu rồi, cách đây 2 năm của Hacom. Video nói về một chiếc laptop của Dell, đó là Inspiron 3576. 3576, ok. Đây là một cái mẫu khá là nổi tiếng từ đấy đấy. Và nó vẫn được gọi là sử dụng đến bây giờ bởi hầu hết là dành cho nhiều bạn là dân văn phòng hoặc là học sinh sinh viên dùng rất là nhiều những cái dòng laptop của Dell. Thì bạn Linh Vân đặt ra câu hỏi đó là chiếc máy này có thể lên SSD nhưng mà giữ nguyên HDD được không ạ? Có thể mình có thể tư vấn cho bạn ấy, xong rồi mình cũng có thể là liên hệ đến những chiếc laptop bình thường. Bởi vì chị nghĩ là cũng nhiều bạn cũng có nhu cầu là mua laptop ví dụ giá học sinh sinh viên nhưng mà muốn nâng cấp thêm cái dung lượng ổ cứng của mình nhé. Vâng. Thì với đa số những chiếc laptop đời cũ như thế này ấy, thì nó sẽ có đó chính là cái ổ đĩa, và anh em có thể nâng cấp ổ của mình lên bằng Caddy Bay.
Đó, đấy là một cái thiết bị khá là hay ho, gọi là công nghệ này là đã lâu lắm rồi ấy hả? Nó là hơn 2 năm trước rồi. Đó. Khiếp, thì cái những cái mẫu này, đây là mình đang không nói chỉ mẫu này nhá, mình đang nói chung chung về laptop nhá. Đây nhá, đầu tiên là những laptop cũ đi là nó sẽ thường là có ổ đĩa. Đấy, và sẽ có thể thay thế bằng Caddy Bay. Tức là anh em sẽ mua một cái ổ SSD 2.5 inch này gắn vào cái ổ HDD và gắn cái ổ HDD vào ổ đĩa và bằng cái Caddy Bay đấy, tức là một cái adapter để khiến cho ổ đĩa biến thành một cái nơi chứa ổ cứng. Đó. Còn nếu mà không có ổ đĩa. Nếu mà, đúng rồi, nếu như anh em là không có ổ đĩa thì rất là tiếc, HDD của anh em sẽ phải bỏ đi. Đó. Và cuối cùng thì với những có những chiếc laptop nào đó mà họ có thừa ra một cái khe để có nhá, có những chiếc laptop họ để còn thừa sẵn luôn. Ví dụ như chiếc laptop mới đi G63 Thin đời 2019 và 2020 rồi đấy, là họ sẽ có ổ NVMe, tức là cái ổ chính của họ là ổ NVMe, nhưng mà họ sẵn sàng để sẵn một cái cục cho mình, một khe cho mình, có cả upgrade kit luôn để mình có thể nâng cấp lên, gắn thêm một chiếc SSD hoặc HDD nữa. Okay. Thế thì đấy là câu hỏi trả lời một cách rộng hơn. Vậy quay trở lại với câu hỏi chính của bạn ấy là cái mẫu Inspiron 3576 này có khả năng nâng cấp không? Thì theo như mình có tìm hiểu qua một chút gì đấy thì em cũng đã gọi là search qua về cái mẫu đấy. Thì em biết rằng là nó có ổ HDD và nó có cả ổ quang luôn, ổ đĩa. Ổ đĩa. Vâng, ổ đĩa. Thế nên là bạn có thể rất là dễ dàng để nâng cấp lên. Bản thân mình cũng đã nâng cấp 3-4 lần một cái ổ Caddy Bay rồi. Tức là chỉ cần mở hết ra nhá, tháo cái ổ đĩa ra, xong rồi cắm cái Caddy Bay vào và gắn cái SSD, HDD của mình vào cái ở trong cái Caddy Bay ấy. Đó, và có thể sử dụng HDD như bình thường. Đấy, coi như là có hai ổ luôn trong ổ đấy. Ví dụ thay vì là chỉ có một ổ khu vực này đúng không, thì là thay ổ đĩa, thay phát hai ổ luôn, rất là dễ dàng. Đây là một cái giải vẫn pháp vẫn giữ được HDD đúng không? Vâng, đúng rồi. Đó. Giải pháp mà để có tốc độ boot Windows nhanh nhưng mà vẫn có ổ HDD chứa nhiều dữ liệu. Đó, tiện lợi vô cùng. Chứng tỏ là bạn này cũng có lưu trữ rất là nhiều. Đó, câu trả lời là sẽ có cho bạn nha. Mẫu này bạn cứ ra ra cái hãng mà nơi là bạn mua cái sản phẩm này để bạn được bảo hành và được người ta hỗ trợ về lắp cái điều này nhá. Còn nếu mà anh, nếu mà bạn mà hết bảo hành ấy thì bạn có thể đem ra Hacom chúng mình, mua Caddy Bay bên chúng mình, mua ổ cứng bên chúng mình, là chúng mình sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ về vấn đề nâng cấp cho bạn nhá. Dạ vâng. Và đó là 6 câu hỏi mà mình cảm thấy khá là nổi bật trong thời điểm hiện tại trong những cái video gần đây của chúng mình. Nếu mà anh em có những câu hỏi đặc biệt, những câu hỏi hay ho hơn thì hãy thả phần comment nhé để chúng mình có thể tìm dễ hàng hơn và trả lời dễ dàng hơn cho anh em. Và đừng quên là chúng mình sẽ có lịch phát sóng vào 7:30 tối thứ bảy của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tuần. Và trong khoảng thời gian đấy thì đúng là thời lượng chương trình trong một video thì nó sẽ không đủ để có thể giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn. Thế nên là chúng mình sẽ làm hàng tuần hàng tháng như thế để có thể mang đến cho các bạn những cái kiến thức công nghệ, và hy vọng là trong video ngày hôm nay bọn mình đã giúp ích được các bạn một phần nào đấy. Và đừng quên là ủng hộ chúng mình bằng cách like, subscribe để chúng mình ra những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào.